chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác về vận mệnh cuộc đời tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 5 năm tới. Từ năm 67 đến 71 tuổi, nắm được thiên cơ, hiểu được mệnh trời, gặp hung quá cát, gặp thời đổi vận, về già an nhàn, giàu sang viên mãn. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Tuất thân mến, đã bao giờ cô bác tự hỏi cuộc sống này sao quá nhiều bất công? Đôi khi chúng ta bị đối xử một cách bất công, như khi đi làm bị đồng nghiệp chèn ép bất công, khi về già cũng chẳng yên thân, con cái thì tranh nhau giành miếng đất, căn nhà, chỉ muốn mình nhận phần hơn, hay như khi bạn cố gắng rất nhiều, nhưng bạn lại không thể đạt được những thứ mà mình mong muốn, trong khi người khác lại dễ dàng có được mọi thứ với lý do đơn giản là xuất phát điểm của họ cao hơn bạn. Bạn vô cùng tuyệt vọng và buồn bực, bạn oán trách cuộc sống không công bằng và luôn gây căng thẳng cho chính bản thân cũng như những người xung quanh bạn. Tuy nhiên, sông có khúc người có lúc, cuộc sống vốn dĩ có lúc thăng lúc trầm, không ai giàu mãi cũng chẳng ai mãi nghèo, đặc biệt thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Mậu Tuất. Nếu không đề phòng và chú ý về các vấn đề của mình thì bản mệnh đại hạn triền miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân, lìa xa cõi trần. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp, nếu 5 năm tới biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, ai cũng phát hờn ghen tị. Nói đến đây sẽ có nhiều cô bác Mậu Tuất còn bán tín bán nghi, vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Tráng nhăn rồi tóc cũng đã qua râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã dùng dẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhẫm số, được mất gì bởi duyên số cho ta. Còn điều gì dây dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều bên bóng xế chờ ta. Quý vị thân mến, Mậu Tuất đã đi qua 66 năm cuộc đời rồi, đối với hầu hết mọi sự đều đã sáng tỏ, thông suốt, đã xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 66 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Mậu Tuất không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến ta từ tuổi trẻ mạnh mẽ, sung sức trở thành ông lão, bà lão, tóc bạc hoa râm, làn da đầy vết sạm nám. Cho dù Mậu Tuất từng một thời oan liệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao, tất cả đều đã qua đi. Đoạn đường nhân sinh kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này, khổ sướng gì cũng đều đã trải qua. Thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào chỉ có chính mình, nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Con cái đối với bạn là đạo lý, hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cự tuyệt. Trong cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt, điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí. Nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình. Quãng đời còn lại ngàn vạn lần, đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua, mệnh chủ chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi. Muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch, làm những việc mà mình muốn làm. Người đã chạm mốc 60, có cái khổ nào mà chưa nếm trải? Nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình. Đến khi bạn già rồi bạn còn có thể dựa vào ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngoài trừ chính mình ra, ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút, như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Chính vì thế, bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Mậu Tuất giống như chú chó luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu. Đến khi bỗng quay đầu nhìn lại, đã trải qua 66 tuổi, cũng là 66 năm cuộc đời, buồn vui, sướng khổ, sang hèn, dinh nhục. Tuổi trẻ Mậu Tuất đã phải bôn ba nhiều, vì không có chỗ dựa, nhưng luôn được thần Phật bảo hộ bình an, hậu vận phát đạt. Người này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn, vì mưu lược biết tính toán, lại có số mệnh tương sinh hòa hợp, làm ăn thịnh đạt. Nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày, no cơm ấm áo, không phải dư giả.
Trong cuộc sống, Mậu Tuất nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Mậu Tuất được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Mậu Tuất khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Mậu Tuất thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông cộng đồng. Mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tính cách của con giáp này thích động, chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng, nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Cuộc đời Mậu Tuất tuy không được người thân giúp đỡ nhiều, nhưng thường tạo được nhiều mối quan hệ thân thiết, được bạn bè giúp đỡ nhiều. Nam giới tuổi Mậu Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình. Chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người tuổi Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào. Dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Mậu Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ trong những lúc khó khăn. Chính tình cảm gia đình, cô bác, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Mậu Tuất vượt qua gian nan, thử thách. Tuy tiền vận khá vất vả, nhưng bước vào giai đoạn chung và hậu vận, Mậu Tuất luôn có quý nhân nâng đỡ, phúc trạch ngày một gia tăng, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Làm việc gì cũng dễ dàng thành công, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nhờ vậy mà tài lộc của Mậu Tuất cũng rủng rỉnh, không lo thiếu tiền thiếu bạc từ giai đoạn này nữa. Phụ nữ tuổi Mậu Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp. Vì vậy phụ nữ tuổi Mậu Tuất có nhiều cô bác, bạn bè yêu quý tin tưởng. Nếu xét về mệnh của Mậu Tuất thì không phải là không buồn khổ, không có ngang trái, mà là hiểu rõ thế sự, thấu tỏ nhân tình. Bất kể là không thoải mái đến đâu, vẫn có thể nở nụ cười. Sự tình đã qua thì cho trôi theo dòng nước, không để những thứ ô nhiễm bất tịnh tồn tại trong tâm mình. Nội tâm vĩnh viễn bảo tồn sự thanh tịnh. Tố chất làm người của Mậu Tuất sau khi kinh qua 66 năm cuộc đời là một dạng tài phú, hồng phúc hơn người, luôn gắn chặt cùng với mình. Không ai lấy đi được, bộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người tán dương khen ngợi, ẩn giấu đi giúp bạn ung dung lập thế. Hậu vận tuổi Mậu Tuất luôn biết tu dưỡng, có một độ thâm sâu, người khác có thể không dò biết được nội tâm của mệnh chủ bao sâu, nhưng vĩnh viễn không khiến người khác ôm giữ hoài nghi, hay đối địch với mình, làm được tới như Mậu Tuất trên đoạn đường đời đầy khổ nạn. Đầy cám dỗ là rất khó, nếu như làm tới được thì chính là có đại nhân cách, đại độ lượng và đã là thành công rồi. Đặc biệt, Mậu Tuất đối với người luôn khoan dung, không tính toán chi li, đối đãi với người khác một cách thoải mái rộng lượng, lòng dạ khoan dung, đây là biểu hiện của một người có phẩm chất có tu dưỡng tốt. Cổ nhân nói, người quân tử có thể nhẫn với người không thể nhẫn, khoan dung với người không thể khoan dung. Đồng thời trong giai đoạn này của cuộc đời, tuổi Mậu Tuất đối đãi với người với sự thấu hiểu, quý trọng duyên phận, giúp đỡ nhau, phối hợp với nhau, lấy thành tâm đối đãi nhau. Đối với những mục tiêu chung cần hợp tác, hợp lực, tín nhiệm lẫn nhau cầu tiến bộ. Đến giai đoạn này Mậu Tuất minh bạch ra, kẻ thù thông thường là do tự mình tạo nên. Trong lịch sử, bản mệnh thành công đều có khả năng hóa thù thành bạn. Bao dung người, thấu hiểu người, độ lượng để dùng người, khiến người khâm phục, đó cũng chính là trí tuệ của Mậu Tuất. Đối với Mậu Tuất dày dặn với đời, đối với một sự tình luôn siêu xuất, không bị hãm sâu trong đó, một đời Mậu Tuất có thể phải gặp rất nhiều sự tình.
Tựa như mỗi lần chớp mắt là lại có một vấn đề phát sinh. Chúng đột nhiên xảy đến khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, Mậu Tuất đều không cần quá để ý, quá coi trọng. Chớ nên vừa thấy chuyện tốt liền vui mừng hớn hở, gặp chuyện xấu liền đâm chiêu ủ dột, ủ rũ héo úa, gặp chuyện lại không dám đảm đương. Sao có thể là Mậu Tuất đúng không ạ? Từ 66 tuổi, Mậu Tuất đột nhiên hiểu thấu về số phận, kiếm tiền, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình và bè bạn. Mậu Tuất đã biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Trong cuộc đời tuổi Mậu Tuất may mắn có các tinh chiếu mệnh, vì vậy khi gặp khó khăn họ luôn được quý nhân giúp đỡ vượt qua, thậm chí cũng có thể phát tài. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Tuất cũng là người chăm chỉ, siêng năng và luôn phấn đấu trong cuộc sống. Bất kể là làm việc gì, tuổi Mậu Tuất cũng cẩn thận trước sau. Điều đặc biệt, họ luôn biết chừa đường lui cho mình và không quá mạo hiểm. Bước vào giai đoạn trung niên, đa số tuổi Mậu Tuất sẽ gặt hái được thành công nhất định, nhưng họ chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Nhờ vậy mà cơ ngơi rất ổn định, vững chắc. Đường tài lộc của tuổi Mậu Tuất cũng khá tốt, thậm chí có thể nói là khá lý tưởng nữa. Tuy nhiên, Tuất Thổ cần phải thận trọng, bởi có thể sẽ nảy sinh tranh chấp nhỏ với người khác. Về vấn đề tiền bạc, đây là chuyện rất dễ xảy ra. Cũng may đó chỉ là những vấn đề nhỏ, không giỏi kinh doanh lương lẹo, nhưng Mậu Tuất tự có cách để túi tiền của mình càng ngày càng đầy thêm, kinh tế sung túc thoải mái. Nếu có kế hoạch gì thì nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, thành quả thu được thường thành công hơn nhiều so với tưởng tượng đấy Mậu Tuất nhé. Cụ thể, nhìn lại diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 để cô bác chiêm nghiệm xem có đúng không nhé. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 đến 23 tuổi có nhiều điều tốt về vấn đề tài lộc, việc thi cử có phần kết quả chắc chắn. Năm 24 và 25 tuổi, hai năm này phát dượng về tình cảm, công danh nhiều tốt đẹp. Từ 26 đến 30 tuổi, giai đoạn này cẩn thận vào việc giao dịch làm ăn, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc có hại, nên cẩn thận việc thi cử. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi có triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời, năm này phát đạt mạnh mẽ và có phần tốt đẹp về công danh lẫn sự nghiệp. Năm 32 và 33 tuổi có kết quả mau lẹ về tài lộc. Năm 33 tuổi nên cẩn thận việc tiền bạc và coi chừng tai nạn. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này bình thường, không có gì quan trọng xảy ra. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi những năm này gặp nhiều may mắn, số bạn vào những năm này thì được nhiều kết quả tốt đẹp. Từ 41 đến 45 tuổi, thời gian này cuộc sống bạn có nhiều tốt đẹp, tuy nhiên nên cẩn thận công việc làm ăn, nên lo lắng về vấn đề công danh và sự nghiệp. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này bạn nên bình tĩnh tinh thần, có nhiều sự xích mích xảy ra cho cuộc sống của bạn, nên cẩn thận trong việc giao dịch hay những việc làm ăn, tất cả mọi việc gì bạn cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào việc. Từ 51 đến 55 tuổi, thời gian này mọi việc đều có phần tốt đẹp, về cuộc sống cũng như về gia đạo và tình cảm. Mậu Tuất từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, công thành danh toại, làm việc gì cũng gặp may mắn, đạt được kết quả như ý, dù khó khăn cũng sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tiếp theo là vận trình tuổi Mậu Tuất trong 5 năm tới qua các phương diện chính. Về phương diện tài lộc, tài lộc của người tuổi Mậu Tuất trong 5 năm tới vẫn rất tốt so với những năm trước. Lúc này áp lực về kinh tế và tài chính sẽ không quá lớn. Mặc dù các khoản chi tiêu trong gia đình vẫn còn rất lớn, nhưng vào thời điểm này thì bản mệnh có thể xử lý một cách bình tĩnh. Thực tế lúc này, ngoài của cải hiện có, bạn bè của bạn cũng có thể phát tài, phát lộc, một phần có thể có bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, nếu muốn có được nhiều của cải, bạn nên điều chỉnh tính cách nóng nảy của mình, đặc biệt là đừng quá tin tưởng vào người khác, dễ hành động bốc đồng, kẻo tiền mất tật mang. Nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những người tuổi này, các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận, không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước, các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi,
bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương các tinh báo hiệu Mậu Tuất còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho bản mệnh các cơ hội đầu tư làm ăn ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng, vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay. Chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì bạn phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cẩn thận với các loại giấy tờ, ra soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì liên quan đến kiện tụng, đến pháp luật không thể chủ quan. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền xong vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy, bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm. Khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Đặc biệt, bước sang năm 2024 này, Mậu Tuất chính là con giáp có khả năng đổi vận nhờ quý nhân tương trợ và giúp đỡ từ năm 67 tuổi. Nếu như Mậu Tuất biết cách nắm bắt cơ hội mà quý nhân đem lại thì hứa hẹn sẽ có một tiền đồ vô lượng, khiến cho nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Giai đoạn hậu vận này, lưu lộc tồn đến Tuất, vận trình công việc của Mậu Tuất sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ, nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân bản mệnh cũng cảm thấy bất ngờ. Từ 5 năm tới cũng là lúc Mậu Tuất có được những thắng lợi, thành quả từ kinh doanh, đầu tư, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập. Quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Theo tử vi 12 con giáp thì Mậu Tuất luôn thấu tỏ, điềm tĩnh. Từ 5 năm tới đã ấp ủ rất nhiều dự định, kế hoạch để có được thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá giai đoạn mới, thời vận mới, với những mối quan hệ hợp tác mới, thu nhập mới. Sự nghiệp dù đã nghỉ hưu hay làm buôn bán tự do thì lúc nào cũng có thể tiếp bước mà vươn lên một tầm cao mới. Năm mới 2024 này cũng là lúc vận số của Mậu Tuất hanh thông, thuận lợi hơn và có những bước tiến suôn sẻ hơn. Theo vận số cuộc đời, Mậu Tuất sẽ có khoản tiền dư giả khi về già, nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thu nhập của Mậu Tuất không phải chỉ dừng lại ở những đồng lương hưu ít ỏi, mà còn dồi dào từ nhiều nguồn, những khoản đầu tư, buôn bán, những khoản tiền cho vay hay những cuốn sổ tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng cũng đã có dịp sinh lời ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập dư giả an dưỡng tuổi già. Của cải tích lũy được cũng không phải là ít, mà phải nói là vô cùng tốt, khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà cuộc sống của bản mệnh trong giai đoạn 5 năm tới cũng phát triển theo chiều hướng ổn định. Tuy nhiên, vấn đề gia đình tình cảm, Mậu Tuất cũng cần lưu ý đôi chút. Mỗi gia đình của chúng ta đều có chuyện buồn phiền riêng, mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng, chẳng ai giống ai. Mậu Tuất đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng mệnh chủ hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ. Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bản mệnh không thể thay đổi gì chẳng được gì, mà là lại còn làm hại cho sức khỏe của chính mình. Việc cần làm lúc này là thường xuyên khám sức khỏe tổng thể và chăm chỉ ăn kiêng, luyện tập. Đồng thời có sự xuất hiện đồng thời của hai sao Bạch Hổ và Phi Liêm sẽ đe dọa đến sự an toàn sức khỏe. Vì vậy tốt nhất bạn nên mang theo bùa bình an bên mình. Cẩn thận khi ra ngoài, nhất là khi đi ra ngoài phải đặc biệt chú ý an toàn đi lại, tuân thủ luật lệ giao thông, không lái xe khi mệt mỏi, không lái xe sau khi uống rượu bia. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy cố gắng duy trì lối sống khoa học điều độ, chớ vì làm lụng quên ngày đêm gây tổn hại sức khỏe. Đặc biệt Mậu Tuất hãy hiểu phái tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình, miễn là bản thân thấy phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc mệnh chủ muốn mỗi ngày một cách thích thú, thì Mậu Tuất thật đã sống hạnh phúc từng ngày. Một ngày qua là một ngày bản mệnh mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bản mệnh được. Khi Mậu Tuất vui thì bệnh tật sẽ lành, khi Mậu Tuất hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết, khi bản mệnh vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ. Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bản mệnh sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe và nhất là biết trân quý những điều tốt đẹp quanh mình. Về phương diện sự nghiệp, trong 5 năm tới đây, người tuổi Mậu Tuất vẫn có động lực mạnh mẽ,
ngay cả những người luôn lười nhác cũng sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội đột phá cho bản thân. Trên thực tế, tuổi Mậu Tuất rất khôn ngoan và rất tài tình. Nếu biết sử dụng đúng chỗ thì sẽ gặt hái được thành công lớn trong sự nghiệp. 5 năm tới, tuổi Mậu Tuất 1958 sẽ có cơ hội trở thành tuyết người có tài, nhưng thành đạt muộn, vì vậy bản mệnh càng phải cố gắng hơn nữa. Nếu lập được tâm chính trực nhất định, bạn sẽ được coi trọng ở nơi làm việc, được lãnh đạo cất nhắc thăng chức tăng lương. Vận khí tăng mạnh trong thời gian này giúp kế hoạch của người bản mệnh diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời người tuổi Mậu Tuất cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn. Cơ hội tới dồn dập nên hãy tận dụng đúng lúc, đúng việc. Người tuổi Mậu Tuất sinh ra đã thông minh, lanh lợi, phản ứng nhạy bén, quan sát thấu đáo. Đặc điểm này có lợi cho họ phát huy tài năng quản lý kinh tế. Họ hiểu tường tận, tỉ mỉ về việc quản lý tài chính. Do đó, tài lộc cực tốt. Thông thường đối với người tuổi Mậu Tuất, tiền bạc chỉ là lợi dụng chút thủ đoạn cỏn con để đạt được mục tiêu cao nhất, chứ không phải là điều quan trọng nhất trong đời họ. Mong muốn lớn nhất của họ chỉ là thực hiện giấc mơ của chính mình mà thôi. Quan điểm về quản lý, quan điểm về tài chính của người tuổi Mậu Tuất rất rõ ràng, rất hiện thực. Nếu bản mệnh coi việc kiếm tiền là lẽ sống, thì có thể trở thành siêu tỷ phú. Tuy nhiên nhìn vào cá tính của người tuổi Mậu Tuất, nếu thu vào nhiều thì cũng chi ra khá lớn. Bởi vậy, nếu họ muốn tiết kiệm có kế hoạch, thì có thể theo đuổi một số nghiệp vụ như đầu tư vào vàng, bất động sản hay buôn bán. Đó là cách tốt để tăng và giữ gìn tài sản. Những người tuổi Mậu Tuất đa phần được trời cho lộc, tài lộc thông suốt, ít khi gặp nguy khốn. Song tốt nhất vẫn nên thận trọng với tiền đồ tương lai. Tử vi khuyên bạn nếu làm ăn thì nên hợp tác lâu dài thì mới có thể sinh lợi nhuận. Đồng thời nên cẩn trọng một chút trong công việc, có thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và vất vả hơn trong cuộc sống, công việc của mình vào những khoảng thời gian 5 năm tới. Về tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ. Bước sang giai đoạn 5 năm tới, phương diện tình cảm của Mậu Tuất 1958 tương đối ổn định. Tuy đôi khi giữa họ và nửa kia có những khác biệt, nhưng phần lớn cả hai có thể thông cảm, chia sẻ với nhau. Người tuổi Mậu Tuất có yêu cầu cao đối với con cái, bình thường luôn tạo ra cho con cái cảm giác nghiêm khắc, cần chú ý đến cách ăn nói và giọng điệu. Trong quá trình giao tiếp có thể gây căng thẳng, thậm chí có cảm giác bị từ chối, vì vậy vẫn cần chú ý hơn đến kỹ năng giao tiếp để tránh bị người thân trong gia đình xa lánh. Người độc thân với tính cách nhiệt tình, cởi mở, dễ dàng ghi điểm trong mắt người khác giới, nhiều người nhận được lời mời làm quen, gặp gỡ. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên cho đôi bên một cơ hội, bởi rất có thể đó là người mà bạn chờ đợi đã lâu. Quý vị thân mến, sống chết có số, sinh tử bất kỳ. Muốn hóa giải được chút tai kiếp, mỗi người chúng ta vẫn nên nhìn thấu được số mệnh của mình để tìm hiểu vận mệnh của tuổi Mậu Tuất trong 5 năm tới. Theo từng tháng sinh âm lịch sẽ diễn biến như thế nào, thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng Minh Đường Tử Vi khám phá vận mệnh của tuổi Mậu Tuất thông qua 12 tháng sinh âm lịch nhé. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 1 âm lịch. Người tuổi Tuất sinh tháng 1 tốt về đường sức khỏe, ít mắc phải bệnh vặt, họ chất phác, thật thà và rất biết cách cảm thông cho người khác. Nếu họ muốn làm nên nghiệp lớn thì cần thêm một chút nhạy bén và dám mạo hiểm. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 2, họ tự tin làm chủ cuộc sống, biết được thế mạnh của mình nên không bao giờ rụt rè, e sợ. Tuy nhiên người sinh vào thời điểm này nên biết tiết chế lời nói, tránh để người khác hiểu nhầm đang khoe khoang, tự tin thái quá. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 3, tuổi Tuất sinh tháng 3 tinh tế khéo léo, biết dẫn dắt và làm chủ cuộc đối thoại, đường công danh thuận lợi, vận đào hoa lại càng vượng hơn nữa, vì vậy đừng ham mê sắc đẹp nhất thời mà bỏ qua hạnh phúc thực sự. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 4, những người này không bao giờ ôm ấp tham vọng xa vời, do vậy cuộc sống của họ rất tự do thoải mái và biết hài lòng với những thứ mình có. Hơn nữa họ cũng là người hiểu biết, sống chân thành, biết cách ứng xử. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 5, miệng lưỡi trơn chu linh hoạt nên thích hợp với những công việc tham mưu, tư vấn. Bản mệnh sinh ra đã ở trong điều kiện tốt, được gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện hết mình. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 6, bản mệnh ham thích tự do, bản tính phóng khoáng, có trí hướng, trí thông minh của người tuổi Tuất sinh tháng này rất đáng nể. Tuy vậy đôi khi họ lại gặp khó khăn trong biểu đạt ý kiến. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 7,
bản tính đơn thuần, chất phác, không vì tiền bạc của cải mà làm trái lương tâm. Vì vậy mà bản mệnh phải bôn ba vất vả nhiều, nhưng về sau sẽ được hưởng hạnh phúc mỹ mãn. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 8. Đây là người tính tình vận mệnh có nhiều điểm mâu thuẫn. Họ thông minh tài trí, nhưng lại dễ nản lòng. Cuộc sống của họ dựa vào lý trí, nhưng lại có phần bốc đồng sốc nổi. Xét tổng thể, bước đường công danh không có gì đáng ngại. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 9. Người sinh tháng này ruột để ngoài da, gặp chuyện bất bình sẽ không uất ức nín nhịn. Tuy không coi trọng tiền tài vật chất, nhưng nhờ tài hoa, quyết đoán họ đều mưu sự tất thành. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 10. Mệnh chủ đường công danh sự nghiệp rộng mở, làm được chuyện lớn. Họ có khí chất cao sang phú quý, thu hút người đối diện, đặc biệt là phái nữ lại càng có mệnh đào hoa. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 11. Tính cách người này cứng cỏi, có lập trường và đầu óc quan sát. Đối với chuyện tình cảm phần lớn lận đận, bởi bản tính đa nghi, dễ nảy sinh ghen tuông làm tổn hại tình cảm. Người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng 12. Phúc lộc bản mệnh đầy nhà, còn trẻ mà đã đạt thành công lớn. Những người này được quý nhân phù trợ, anh em bạn bè hết lòng giúp đỡ. Họ không vì vinh hoa phú quý mà đánh mất bản thân, coi thường người khác. Quý vị mệnh chủ thân mến, như đã trình bày thì quý cô bác đã biết được phần nào diễn biến từng năm của mình. Và mỗi năm mỗi bản thể sẽ gặp vận hạn khác nhau, nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy theo âm đức từng người. Không nên vì khó mà nản, không phải gặp niên vận mà bình thản. Cách giải mệnh hay tăng phước mệnh tối ưu nhất chỉ thông qua cách tu tập tâm ý, dưỡng đức độ mà nên. Trải qua diễn biến từng năm, dù tốt hay xấu, ứng nghiệm mạng yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào mờ đức phúc vận của mỗi người. Phàm trong đời với lối sống lấy cho đi để làm lời, lại thường an nhiên hơn những đường lối sát phạm, làm tiến trên sức của người khác. Song song đó, việc cảm thấy đủ để tiến thêm là điều cần để tránh được những rủi ro do sao hàng năm chiếu mệnh, bởi sao hàng năm chiếu mệnh đều có lợi và hại. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Mậu Tuất được Phật A-di-đà hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý cô bác Mậu Tuất quan tâm đến Phật bản mệnh, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây. Trong Phật giáo tạng truyền, hình tượng Phật A-di-đà thường có thân màu đỏ, đầu đội bảo quan, búi tóc, thân mặc thiên y ngũ sắc, dưới là giấy lụa, mang chuỗi ngọc trên người. Có đầy đủ tất cả các loại trang nghiêm của Phật báo thân Samoganika, an tọa trên tòa nguyệt luân hoa sen, bảo tọa do 8 con khổng tước khiêng, có ý nghĩa chặt đứt mọi tham dục. Khổng tước tượng trưng cho vẻ đẹp làm rung động lòng người, đồng thời tượng trưng cho sự tham dục, bởi vì khi thấy đồ vật đẹp, con người thường nổi lòng tham, không chịu từ bỏ. Phật A-di-đà có màu đỏ, tay phải cầm hoa sen, tay trái ầm chuông, cánh hoa sen sáng bóng tượng trưng pháp môn Di Đà, có thể khiến tâm người tu hành ôn hòa và tỉnh lại. Trong Phật giáo Đại Thừa, Phật A-di-đà có vị trí đặc biệt quan trọng. Phật A-di-đà chọn Quán Âm Bồ-Tát và Bồ-Tát Đại Thế Chí làm hai vị thị giả. Trong thế giới cực lạc, Ngài có lòng từ bi vĩ đại, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh đến miền cực lạc. Trong Kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều được tôn sùng, có vô số người cúng dường cầu trường thọ. Từ tục ngữ, nhà nhà thờ A-di-đà, hộ hộ bái Quán Thế, là có thể biết được địa vị của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà và tín ngưỡng thế giới cực lạc không những đi sâu vào tâm thức các tín đồ Phật giáo, còn mở rộng sang các lĩnh vực khác trong xã hội, như văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán. Chính sự gần gũi này, đa số chúng ta thường thờ và niệm A-di-đà Phật. Phật A-di-đà Phật sẽ giúp bạn khắc phục mọi khó khăn, nhọc nhằn vất vả trong cuộc sống, đồng thời giúp bạn có khả năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội, góp công xây dựng sự nghiệp nhà Phật, từ bi hỷ xả cho chúng sinh. Phật bản mệnh tuổi Tuất là Phật A-di-đà, cư trú tại thế giới Tây Phương cực lạc, dựa vào nguyện lực vô lượng của Ngài. Để phổ độ chúng sinh, những người sinh năm Mậu Tuất sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời bình an, gặp hung quá cát. Nếu muốn cầu bình an, may mắn, hạnh phúc,
người sinh năm Mậu Tuất nên đeo mặt dây chuyền hình tượng Phật bản mệnh sẽ được Ngài phù hộ cho tuổi của mình. Quý vị thân mến, không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm. Điều này rất bình thường, nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó. Như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt. Nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận. Thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận. Bởi vì khi tức giận, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình. Không có chỗ nào tốt cả, chi bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt. Như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não, đa phần là do tự mình tạo ra. Chỉ cần đừng làm khó chính mình, thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy. Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ, không nên cứ mãi dày dò bản thân. Phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 3. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi. Nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua. Việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi, hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước. Con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ. Bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận. 4. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 5. Cô độc. Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó. Bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình, cũng là lúc lý trí trở nên thanh tịnh nhất. Cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng. Nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn. 6. Tự ti. Trong cuộc sống chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác. Kỳ thực, thế giới này bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chính mình. Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình? Hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ. Lúc bạn tức giận hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình. Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, đừng vì những chuyện không đâu mà tự dày dò chính mình. Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước. Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó, khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị. Làm người nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.